thiết bị vệ sinh Tâm Đức giới thiệu cho bạn cái bồn tắm lập thể là KT1160 nhé các bạn nhé. Kết hợp với cả cái vòi sen cây đứng AS489C thưa các bạn. Cái này được chôn dưới đất ở dưới nền. Đây là cụ thể bồn tắm các bạn. Phía trong. Đây là bộ sen các bạn nhé. Cái này được lắp khâu cái bồn tắm thì rất là đơn giản, chỉ phải đặt là xong thôi các bạn. Đây là phía trong. Tắm thôi các bạn. Bộ sen cây. Các bạn lưu ý nhé, cái này nhé, cái này là xà này, khi bạn nhìn này, khi mình xoáy cái này đây, xoáy cái thì nó thò lên thôi các bạn đấy, xong mình xoáy ngược lại thì lại thụt xuống đấy, lên thụt đấy, xoáy này thụt này đấy. Cái này là xà, khi bạn chỉ cần xoáy này cái nó xả nước thì bạn này bạn đóng lại thôi, không phải cậy bạn nhé đấy. Chi tiết của nó là như vậy, chỉ cần xoay thôi. Đấy. Thu to này, mở lên này, đóng lại. Đấy. Đây là bồn tắm tập thể thưa các bạn. Ở dưới chân. Đây là bồn. Cái này thì cái đây là ống xả của nó các bạn nhé. Cái xả này thì các bạn chỉ cần cắm xuống cái chỗ xả nước của bạn thôi là xong. Rất là đơn giản. Vô xả khoảng cách giữa nền đấy là khoảng độ 17 cm thì các bạn cái chân trên xuống mặt đáy. Đây là bồn tắm lập thể. Còn đây là sen cây gồm có thưa các bạn, đây là phần sen như bình thường đây. Hiện tại bây giờ chúng ta bình thường chôn dưới đất, gắn với đất, nhưng đây chúng ta chỉ đặt lên đây thôi. Vòi sen này cấp nước bình thường cho chảy vào bồn, và cái này là khi chúng ta tắm xong chúng ta đứng dậy chúng ta tráng người thôi các bạn. Các bạn quan tâm đến sản phẩm này hãy vào trang tdm.vn và liên hệ với hotline dưới video này để các bạn biết thêm chi tiết thì các bạn nhé. Cảm ơn các bạn.